Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay rất là vui, tại vì vừa nhận được thông báo của một bạn sinh viên vừa bảo vệ xong ngày 21 tháng 1 và điểm cao nhất hội đồng là 9.75. Như các bạn có thể thấy trên màn hình của mình đây. Đấy, thì mình có hỏi bạn ấy thì buổi sáng thì các bạn ấy bảo vệ được bao nhiêu điểm? Thì các bạn ấy trường báo là mọi người bảo vệ từ có 7 điểm hoặc là từ điểm 5 tới điểm 8. Thì ở đây thì chiều trong trong buổi trong ngày hôm đấy buổi chiều thì bạn là bảo vệ được 9.75. Thì đó là cũng là một cái niềm vui và hạnh phúc đối với mình. Thì cái video này mình xin phép được quay và giới thiệu về cái tên đề tài liên quan tới thằng SOC. Đó, nếu bạn nào đã học quản trị này, có mạng rồi hoặc học an toàn thông tin thì mới nghe qua cụm từ này, và những bạn nào học về công nghệ bộ môn phần mềm thì chắc cũng chưa bao giờ tìm hiểu qua cái này đâu, đúng không ạ? Đây là cái việc phát hiện và phản ứng sự cố với những cái thiết bị đầu cuối cho những cái hệ thống SOC đó. Thì bây giờ thì mình sẽ phép được giới thiệu qua, đầu tiên là mình giới thiệu qua là thằng báo cáo. Được chưa? Báo cáo thì gồm 70 trang, như các bạn thể thấy trên màn hình của mình đây. Đề tài được triển khai trong vòng 2 tháng, là từ ngày 13 tháng 1 là mình nhận sản phẩm và mình hướng bạn đấy làm cái đề tài này. Và đây chính là cái đề tài mà mình hướng bạn đấy sử dụng. Được chưa? Thì ở đây sẽ gồm 3 chương nội dung đồ án. Thì điểm gần như là tuyệt đối mà, thì chắc chắn là cái việc mà trình bày báo cáo này nó rất là chỉnh chu và đầy đủ, đúng không? Và đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn qua là về tổng quan hệ thống FC về phần chương 1. Đó. Về phần chương 2 là tìm hiểu về giải pháp phát hiện và phản hồi đầu cuối. Đó. Tương tự ở đây là đưa ra một số giải pháp EDR cho hệ thống SOC. Thì ở đây mình sẽ tập trung vào thằng Carbon Sky. Chắc chắn này, mọi người nếu mà ai học đến công nghệ thông tin thì đã từng nghe qua thằng Carbon Sky rồi, không ít thì nhiều. Đó. Mình khẳng định là điều đấy. Đó. Thì ở đây là mình sẽ chọn cái thằng giải pháp Carbon Sky cho cái hệ thống này và cái demo bài báo này. Được chưa? Đó. Trình bày rất là kỹ. Đó. Nói chung là rất chi tiết và đầy đủ. Tiếp theo phần chương 3 là cái phần quan trọng nhất của một cái đề tài, đúng không? Là triển khai mô phỏng giải pháp EADR cho hệ thống SOC cho mạng doanh nghiệp. Thì đầu tiên là mình phải đặt cái bài toán đưa ra, khảo sát mô hình. Đấy, khảo sát mô hình đây là cái mô hình mình lấy ở trên trang của Carbon Sky thôi chứ không đâu xa cả. Sau khi mà dựa trên cái mô hình và yêu cầu doanh nghiệp thực tế thì mình làm gì? Mình vẽ một cái mô hình ra. Đó, Carbon Sky Security này, một cái máy bị tấn công này và mô hình triển khai. Đó, đây là phần mô hình triển khai rất là đầy đủ chi tiết. Xong rồi mình sẽ thực hiện các bước và triển khai. Đó, được chưa? Đấy. Đó. Đây là mình đang tấn công một tấn công DDoS để nó sẽ phát hiện và cảnh báo tới mình và cũng như là vá lại những cái lỗ hổng phần mềm, đúng không? Đó. Rồi đây, sau khi làm xong thì có phần kết luận và mắt chỉnh rất là đầy đủ và chi tiết, cũng như là phần tài liệu thông cáo và cuối cùng là phần phụ lục là hướng dẫn cài đặt Carbon Sky Security. Sau đây mình sẽ trình bày về cái phần thực nghiệm đi. Trong phần thực nghiệm thì mô hình doanh nghiệp. Phần đề xuất mô hình doanh nghiệp thì ở đây mình sẽ gồm gì? Gồm sẽ gồm gọi là ba phần mềm đi, đúng không? Thường các bạn hay gọi là phần máy ảo, tuy nhiên mình cứ gọi là phần mềm đi. Thì mình sẽ bật thằng VMware lên. VMware lên thì mình giới thiệu qua thôi. Thì cái thằng máy bị tấn công này là mình có thể sử dụng điều hành Win7, Win8 hoặc bất kỳ Win Server nào cũng được. Được chưa? Đó. Mọi người có thể dùng bất kỳ máy ảo nào. Để gọi gì? Mình mô phỏng là một cái thiết bị ở trong hệ thống mạng LAN để trong Carbon Sky Security nó giám sát, đúng không? Đây, ví dụ như bình thường là mình đang sử dụng con Win8.1 để ông bữa làm demo cho bạn đấy. Đó. Xong rồi mình sẽ sử dụng cài đặt hoàn thiện thằng Carbon Sky Security Center. Được chưa? Cài đặt hoàn thiện. Cái việc mà cài đặt hoàn thiện hay không thì cái việc cài đặt thì nó khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên bạn phải hiểu bản chất của cái thằng phần mềm này nó như thế nào thì mình mới giám sát được thằng này 8.1. Xong rồi mình sẽ sử dụng Kali Linux để gì? Mình thực hiện các cuộc tấn công vào máy Win8.1. Được chưa? Sử dụng Kali để tấn công vào Win8.1. Để cái thằng Carbon Sky nó có thể cảnh báo và đưa ra thông tin tới người quản trị để mình có thể là khắc phục và theo dõi được, đúng không ạ? Rồi mình sẽ bắt Carbon Sky lên đây. Sau khi cài đặt xong phần mềm Carbon Sky thì nó sẽ có những cái phần này, và tất nhiên là đối với những cái bạn chưa từng làm thì chắc chắn là để mà tìm hiểu Carbon Sky nó rất là khó, đúng không? Tại vì thông tin ở trên mạng thì cũng hoàn toàn là tiếng Anh và nó cũng không giới thiệu chi tiết này đâu. Đấy, thì các bạn có thể xem qua. Thì đây là mình ngồi mình nghiên cứu thêm, mình phải đưa cho bạn đấy thêm một cái gọi là file gọi là giới thiệu về KSA này. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy đây, tài liệu mình gửi rất là đầy đủ. Thì để được điểm tuyệt đối thì tất nhiên là mọi thứ nó đều phải chuẩn chỉ từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Từ cái việc mà báo cáo tiến độ, từ việc video demo cho tới việc mà phải gửi link tài liệu tham khảo. Đây, các bạn thấy đây là cái phần mà mình ngồi mình nghiên cứu và mình viết ra thành tài liệu tiếng Việt để cho lãnh đạo quản lý hiểu là những cái thằng danh mục này nó bao gồm những cái gì, được chưa? Thì đây các bạn có thể thấy là rất là chi tiết, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là các nhiệm vụ được lên lịch thực hiện này,
rồi quản lý giấy phép của phần mềm Capa Sky này, quản lý tài khoản người dùng được truy cập này. Thì có một cái rất là quan trọng ở đây, thì đầu tiên là các bạn sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn phải cài đặt những cái tab, những cái tab này, các nhiệm vụ được lên lịch và thực hiện ngay lập tức như quét virus, cập nhật phiên bản, dùng như policy là chính sách. Thì ví dụ như là khi mà mình cài đặt thì mình sẽ vào thằng này là remote install đúng không? Và remote install thì này nó là cái gì? Cài đặt từ xa cái phần mềm lên thiết bị đầu cuối. Đấy, thì mình vào đây thôi và mình sẽ kiểm tra xem coi trong của mình có những cái thiết bị đầu cuối nào thì mình cài đặt. Thì các bạn lưu ý ở đây khi mà cài đặt một cái máy chạm thì mình theo dõi được mình phải cài đặt hai cái. Thứ nhất là gì? Capa Sky Endpoint Security for Windows là đối với những cái hệ điều hành chạy Windows. Còn Capa Sky Endpoint Security for Linux là đối với những cái hệ điều hành chạy Linux. Đúng không? Đó. Nó phải phân biệt đàng hoàng nhá. Chứ nếu mà các bạn mở cài Windows mà chạy cho Linux thì không được đâu. Đó là cái việc mà quản trị thống mạng thì nó phải như thế. Ở đây mình sẽ cài hai cái, thứ nhất là cho Windows. Đó, cho Windows, cài đặt cho Windows. Mình sẽ chọn những cái phần mềm cho Windows. Đây các bạn thể thấy Win 8.1 thì mình đã áp được vào cái thằng này rồi. Đó, mình sẽ cài đặt thôi, được chưa? Đó, mình sẽ cài đặt. Ok. Và sau khi cài đặt xong. Đó, đây là cái phần mà mình sẽ cài đặt. Là cài đặt gì? Đây là cài đặt cái thiết bị với Windows. Đúng không? Thì bây giờ đó là cái gì? Là deploy thành công. Đúng không? Báo trên màn hình thành công. Sau khi cài đặt xong thì nó chưa hoàn thiện luôn đâu. Thì các bạn phải cài thêm một cái, đấy là cái gì? Thêm một network again nữa. Thì để add cái thằng máy chạm này vào cái hệ thống mạng của mình. Bây giờ là thằng network again này. Được chưa? Đó, cái trình nó lót thì nó hơi lâu một chút. Các bạn phải đợi một lát. Rồi. Thì đây là mình giới thiệu qua cái phần mềm cũng như là những cái danh mục. Tiếp theo là mình sẽ trình bày cho các bạn về về phần tài liệu tham khảo, báo cáo. Rồi bây giờ một cái quan trọng nữa, làm cái gì làm thì phải có phần mềm check đạo văn, đúng không? Đây là cái phần mềm check đạo văn, kiểm tra tài liệu. Bên mình thì làm chắc chắn là phải cam kết là lúc nào tài liệu cái phần đạo văn phải dưới 20%, và đây là cái kết quả minh chứng là kết quả trùng lặp chỉ có 15% thôi, được chưa? Họ kiểm tra rất là đầy đủ và chi tiết, vừa thực hiện sau ngày 19 tháng 1, kiểm tra 68 trang, độ trùng lặp 15%, thì chắc chắn là đảm bảo được yêu cầu của tất cả mọi người rồi, đúng không? Chỉ có một bên trường đại học Bách Khoa Hà Nội là mới cam kết là dưới 10% thôi. Đó, đây thì mọi thông tin đều có trích dẫn nguồn tài liệu đó, hoặc và nó đưa ra thông tin rất là chi tiết này, được chưa? Đó, cái việc mà dưới 20% hay dưới 10% nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, có việc các bạn trích dẫn làm sao cho nó chuẩn chỉ được, được chưa? Không có, cái này là chỉ có cái việc mà mình tìm lại những cái tài liệu mà mình đã copy nội dung. Ví dụ như mình cũng chia sẻ luôn là mình không thể tự nghiên cứu ra cái chương một này được. Chương một là mình phải lấy tài liệu từ nơi khác và mình đưa vào, đúng không? Cũng như chương hai, tất nhiên là chương hai mình có lấy một phần thôi, còn lại là bắt đầu nghiên cứu tài liệu nước ngoài và dịch ra thành tiếng Việt, được chưa? Chứ không có tài liệu Việt Nam nào mà đưa thông tin nó chi tiết này cả. Nếu mà các bạn có thể xem qua cái hệ thống này, báo cáo này. Rồi ok, đó là về phần tài liệu tham khảo. Và cái phần cuối cùng là phần demo slide báo cáo thì mình không nói nữa, đúng không? Thì nó dựa trên bản Word thôi và phải có video demo cụ thể. Đây thì mình trình bày luôn cái video demo đây. Đó thì như các bạn thấy, đầu tiên là mình sử dụng Kali Linux giống như mình trình bày ở trên kia, đúng không? Sử dụng Kali Linux để mình gì, mình vào thằng Nmap này, xong mình sẽ tấn công DOS vào cái hệ thống Windows 8.1, đúng không? Mở web console để mình vào meta framework, được chưa? Đấy, cho mình sẽ thực hiện một số thao tác thủ thuật như trong phần báo cáo của trình bày. Rồi mình set root cái máy tấn công 192.168.0.1.4 là máy địa chỉ IP của Win 8.1, đúng không? Đây 192.168.0.1.4. Đó, cho mình sẽ tấn công vào sim porting, đúng không? Tấn công vào thì mình sẽ bật cái Win 8.1 để mình theo dõi. Đây là cái quá trình mà chưa thực hiện cài đặt giám sát mạng nhé. Đó thì bạn thấy là cái việc mà sau khi tấn công là bắt đầu nội dung disk và network thì nó bắt đầu lên, đúng không? Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt đi. Đó. Các bạn thì thấy là sau khi tấn công thì cái dung lượng nó lên rất là cao. Thì bây giờ là mình sẽ vào network again, sau mình sẽ cài đặt Win 8.1 vào thiết bị của mình. Được chưa? Và xong là mình sẽ tạo report. Sau khi các bạn muốn nó tạo cảnh báo thì các bạn phải tạo report. Như trên màn hình của mình đây cũng có trình bày. Là các bạn vào phần report, các bạn tạo một cái new report template. Đó. Denote, đúng không? Mình tạo tên là denote. Thì ở đây nó có rất nhiều cái report. Nhưng mà khi mà mình làm nhiều, mình biết thì mình sẽ tạo cái report là gì? Report on network attack. Thì tấn công denote là tấn công network mà, đúng không? Và đây nó có rất nhiều cái loại tấn công. Đó, report nó rất là nhiều. Đấy. Sau khi mình làm thì mình nghiên cứu làm như vậy. Sau này mình sẽ denote thôi. Và nó sẽ đưa ra cái cảnh báo cho mình. Đây,
Sau khi mình tấn công lại thì tất nhiên là mình sẽ show ra cái cảnh báo đó, nó sẽ đưa ra cảnh báo cho mình. Được chưa? Thì trên đây là toàn bộ cái nội dung mà mình muốn truyền tải với các bạn về một cái đề tài đồ án. Thì để mà được gọi là điểm tuyệt đối thì nó phải như thế nào, trải qua quá trình học là ra làm sao. Tất nhiên là không thể phụ thuộc vào mình quá 100% được, và bạn ấy cũng là người có kiến thức và bạn ấy cũng đã học, cũng đã làm đấy, thì các bạn mới biết được cái nội dung truyền tải nó như như thế nào. Thì đây là video mình quay và gửi tới các bạn, video của mình ở đây xin hết.